anh Nguyên bảo nhìn cái này thì đúng là cái kiến trúc của Trung Quốc nhỉ, vẫn có cái dáng hình chữ của Trung Quốc. Đường này là đường đi phía bắc đi đi Vạn Lý Trường Thành. Cái tháp trên hình cũ này chưa, kẹt xe nhỉ. Đây chung cư đây anh nhớ. Ở chung cư cũ rồi. Đến đến bao tầng các bạn nhìn xem nhá. Anh đến bao tầng? 14-15 tầng. Ừ. Đấy là thấp vì toàn ba mấy tầng bỏ lên. Ở Việt Nam mình còn ba mấy tầng. Hôm nay là ngày thứ hai đi. Cũng gọi là cũ thôi nhưng không phải. Ngày thứ hai à? Ừ. Một khi chỉ 4-5 tầng. 23 tháng 9 này đi. Đây là tầm trung rồi. Vâng. Điều hòa. Đây biết rồi. Biết 2 tầng. Thưa gây gọi cái tháp truyền hình này có phải tháp truyền hình Bắc Kinh không? Không phải đâu. Không phải. Địa phương thôi nhỉ? Tháp truyền hình từ thời đại 80 chú ạ. À. Bây giờ không dùng rồi, bây giờ là nhà cà phê rồi. À, tháp truyền hình bây giờ là đây. Mua vé lên 100 đồng xong rồi uống cà phê. À bây giờ nó trở thành cái quán cà phê trên đấy. Ừ. Quán cà phê, quán ăn. Quán ăn, ủa độc đáo nhỉ. Đấy, từ tháng 5 tới bên này có cái công viên Hoa Anh Đào. À bên này công viên Hoa Anh Đào. Xem Hoa Anh Đào xong rồi thêm chương trình. Đấy, hôm nay ghi hình cho các bạn để các bạn xem cái đường từ trung tâm Bắc Kinh đi Vạn Lý Trường Thành. Tháp này như là tháp xoay hay sao nhỉ? Ừ. Ghê nhỉ, là cái tháp này. Nhìn gần được. Tháp này nó xoay hay tháp của nước nào nó xoay? Không, cái này không xoay. Nó quay ờ. Đây, trung tâm tháp đây này. Ôi ở đây. Đấy, nhìn tháp đẹp với chứ. Cái đài tháp dưới rồi, cũng phải cái đài tháp. Tháp này có 300 mét thôi. Ừ. Đây, cái chung cư này cũng gặp cũ rồi. Cứ nhìn cái cửa kính như biết. Nhà này là cũ rồi, hơn chục mét là hơn chục tầng. Hơn chục tầng là cũ rồi. Ghi cái này mới biết được cái không gian, cái hệ thống giao thông của chúng nó cứ cao dần, cao dần. Bắc Kinh. Rồi, đây, 20 năm nữa thì chung cư nó phải cao km. Càng ngày công nghệ càng tiên tiến. Công nghệ hiện nhà ở trong mây. Ừ. Tôn Ngộ Không đến chơi từng nhà. Ờ, cái đoạn này, các bạn xem, nắng lên rất đẹp. Chết thật. Ừ. Đúng thật. Đây cầu cong này, làm cầu cong này. Cầu đường nó như thế. Tài không chạy con đường này, cứ chạy theo cái đường ở trong xếp cho các bác ạ. Đường đảm bảo bác 4 tiếng sống rồi đến được Vạn Lý Trường Thành. 4 tiếng không? Đấy, thế nó có những đường ưu tiên là lợi như thế. Chạy đường ưu tiên còn phải chạy 2 tiếng. Đất rộng này nó mới làm 2 tiếng thì nếu mà nói như thế là cũng phải là từ trung tâm Bắc Kinh đi Vạn Lý Trường Thành đoạn mình là 100 cây nhỉ. Chú về chú cha phải tu đi. 80 mấy 90 cây thôi. Ừ, gần 100 cây. Đi trong 2 tiếng do kẹt xe thôi. Đông lượng xe đông. Cầu đường như thế mà nó vẫn còn kẹt. Ừ. Thôi rồi cái đoạn này nó Cường bảo cái đoạn Bắc Nam. Đây này, bên tay phải mình đây có một cái ngôi chùa đây nhà mình ạ. Bà Tư Hi Thái Hậu.
bái trước khi đi vào trong Di Hòa Viên bái ở, bái phải vào đến cái chùa này, chùa này gọi là Vạn Thọ Tự. Vạn Thọ Tự. Đây, Vạn Thọ Tự. Ừ. À, thì bà ở trong cái chùa này Vạn Thọ là gì? Đấy, hôm qua Cường đã nói là Nhân Thọ này, Lạc Thọ này, đây gọi là Vạn Thọ này. Thì thể hiện gì? Có gì cũng phải đến cái chữ Thọ. À, xong rồi bà phải ở 3 đêm ở cái chùa này, xong rồi bà mới đi vào trong Cửu Cấm Thành ở. Ghê nhỉ. Bà ngồi thuyền nha, bà không đi, không đi xe sắt như kiểu này. À. Đi xe này là sắp. Đi thuyền nữa là ừ. Bà cứ có cái cảnh nhìn à, nhìn đường phố nó cũng sướng mắt nhỉ. À bắt đầu cái này đường là đường đi lên trên cao. À đây là cái trường đại học này. Cường ơi, cái trường đại học màu bên phía này nó tên là gì đi? Đúng rồi, trường ngoại ngữ của Trung Quốc. À trường đại học ngoại ngữ Trung Quốc à? Trường học tiếng á. Ồ đây lại cũng có hình dáng hình một cái tòa tháp này. Ờ ở Bắc Kinh. Cái đài truyền hình này của Bắc Kinh. Ờ à, đây là gì Bắc Kinh à? À đài truyền hình Bắc Kinh. Ồ. Ồ góc này nó làm như đài tiếng nói ấy nhỉ? Bắc Kinh nhỉ. Bây giờ mới ra khỏi đây, bây giờ mới chuẩn bị ra khỏi ngoại thành đấy nha. À bây giờ mới là bởi đấy các bạn là từ nội thành bây giờ mới là Hòa Viên nhá. Ui giời ơi. Đây là về là các bạn ấy đi lên trên. Thế một con tắc ở dưới đây là bắt đầu mới ra ngoại thành Trung Quốc này. Ở ngoại thành đây nhà là nhà. Cơ ma nào người. Thế là nó còn báo. Đúng rồi, lo cho tỷ tư dân. Cao tốc chứ nhưng một cái cắt ở Tây Bắc. Đây là chưa kể những cái số dân Trung Quốc xuất ngoại ấy nhỉ. Đây. Ừ. Mà cộng vào thì phải 2 tỷ nhỉ. Bây giờ các nước mà gọi là hoa kiều ấy. Hoa kiều. Bây giờ nó mà trục xuất hết về nước thì đây cái dáng hình này cũng đây cũng dễ à. Ôi, quả cầu rồi. Trường học đó. À có nhìn thấy núi này. Đây nhìn thấy lờ mờ là nhìn thấy dãy núi rồi. Nắng đẹp thật. Cầu trăng chịt. Cầu uốn lượn như mây. Em bảo tôi đi đây nhé. Uốn lên nhau. Bao nhiêu làng lạc đường ấy, khu GPS chắc là lạc đường. Ừ, đây các bạn nhìn đi nhá. Là thế là núi ở bên. Đây lại cầu này cắt ngang này đó. Ờ. Cắt rồi mấy tầng này. Mấy tầng nó chồng chéo lên nhau. Ngoại ô Bắc Kinh. Taxi bay. Rồi đến thế kỷ taxi bay thôi. Đây là trung tâm triển lãm. Đây là trung tâm triển lãm Bắc Kinh. Taxi mà bay thì nó lại cũng vậy, giao thông cũng được. Cái này nó rồi cầu cầu bộ đi chơi này một chip này nó làm trung tâm triển lãm. Thoải mái chơi ác nhá. Ơi cái gì các bạn nhận gì đâu? Ở cái cột đèn là treo rất nhiều đèn lồng. Nó treo đèn lồng. Đi được một nửa rồi cô ạ. Ôi, mới được một nửa đường. Chuyến đi cha đây là bây giờ nói cũng chuẩn.
80 cây đấy, vừa tôi nói hơn 80 cây đấy. Đây, đây nhờ, bất cứ ngọn núi nào cũng thấy là cũng đều có những cái tháp này. Ờ. Đúng là Trung Quốc ngọn núi nào thấy cũng có cái tháp. Có cái tích rồi này. Đây, các bạn nhìn này, đúng cái hình ảnh, góc hình này các bạn nhìn thấy là cái giao thông Trung Quốc. Còn hơn 30 cây này, số nữa thì mới tới được bạn Lý Trường Thành. Ờ. Đây chắc là cái làn nối nhập. Công nhận là làm cái đường trên cao trên thành phố và những cái lối rẽ ăn nhập xuống cái đây nối nhập với hệ thống giao thông phía dưới đúng không? Đòi hỏi phải có không gian đúng không? Không gian đủ rộng. Ừ. Đấy, ở Trung Quốc. Trung Quốc bây giờ xài nhiều xe điện lắm. Đại đa số ở xe điện. Đó. Đây, cái xe điện có cái ký hiệu, các bạn nhìn có ký hiệu này. Cái màu xanh lá cây là xe điện này. Đây, như cái xe taxi này. Biển màu xanh lam thì là biển tư nhân. Đấy, biển tư nhân như là cái biển của cơ quan đoàn thể của mình. Bên này là biển tư nhân. Đấy, xanh là cây là điện. Màu vàng thì là biển kinh doanh. Đúng không? Rác thải về cái máy kinh nhỉ? Không biết xử lý kiểu gì. Thằng phụ sĩ nhỉ? Hay thì điện nó đi nhập khẩu rác thải. Công nghệ chế biến của nó một thiếu nguyên liệu. Đúng thật. Cái này là ảnh ngày tháng 9 là cái hồi mà ông sang ông thăm mình. Ừ, ông sang thăm mình ảnh cũ ảnh cũ. Đấy là cái ảnh đấy là cái ảnh Biden sang thăm mình năm 2023. Đây các bạn đấy, đây vẫn Bắc Kinh, đây ngoại thành Bắc Kinh đấy. Được ngoại thành Bắc Kinh nó đẹp thế này các bạn nhé. Đây ghế này phải dành cho phúc nghèo ngồi sướng. Mẹ, thế rồi đó. Đây cái dãy núi mở xa trước mặt này. Đó là bạn Lý Trường Thành ở đó đấy. Ai cố chịu đi, đây. Nửa tiếng nữa là đến rồi. Bạn Lý Trường Thành ở trước mặt các bạn đây này. Đây nhà mình ra bên ngoài này, chung cư người ta mua nhà ở đây thấy không? Nhà chung cư đây chi chít đây, đắt thì không đắt đâu, có chẩm thì 70.000 thì Trung Quốc đến đây mua thôi. Bảy mươi nghìn một mét vuông, không có 15 tỷ đừng có động vào. Ôi kinh chưa, nhà Trung Quốc ghê nhỉ. 15 tỷ một căn chung cư. Đúng rồi. Thế thì sang Việt Nam mà mua. Trời ơi. 15 tỷ một căn chung cư thì là được bao nhiêu mét vuông, cứ cho tính như là mà Trần Cường. Được bao nhiêu mét? Đấy, chú tính đi 70.000 một mét vuông. 70.000 à. 80-90 mét vuông thì là 560 vàng tệ là 18 tỷ còn gì nữa. Ờ mới được cái căn 70 mét vuông. 70.000 tệ một mét vuông đúng không? Đây. Có cái là 7 vạn tệ một mét vuông. Đúng rồi, 7 vạn tệ một mét. Đấy, nói theo vạn đi. Ôi, chung cư Trung Quốc 7 vạn tệ một mét vuông. Đúng rồi, 80 mét vuông là 5.6 triệu thì 5 triệu 6 tệ. 5.6 triệu không phải là 560 vạn tệ rồi à?
rồi. 18 tỷ mới đạt được cái 18 19 tỷ mới đạt được cái còn hơn chứ. Đây các bạn xem. Nó bánh đã bán theo vành đai. Đây đã nó bán chưa theo vị trí giao thông. Đúng rồi. Chỗ Cường ở gọi là quận Sương Bình bây giờ nó rơi xuống giá rồi cũng phải đến 40 vạn. À 40.000 thì là 4 vạn tệ một mét vuông. Nhưng mà nó là ngoài vành đai thứ 6. Đây là vành đai thứ 5. Ui trời, 5 vành đai. Thế bây giờ cái vành đai thứ 4 của mình là đi qua Quan Gánh đấy. Thôi anh em mình ra Quan Gánh rồi mua. Đúng, Quan Gánh là vành đai 4. Vành đai 4. Qua Quan Gánh ở dưới Thường Tín đi. Đấy, gần đến bạn đi Dương Thành rồi, ngay trước mặt rồi. Đấy, các bạn ơi. Ờ thì tất nhiên. Có nhiều người có tiền mua thật đấy, mua hẳn đấy luôn. Kinh chưa? Cầu đang xây đây các bạn thấy không? Đây một hệ thống đường đang xây dựng này ở Bắc Kinh này. Đấy nó như thế ở đây. Đây các bạn xem có cảnh này. Đấy người Trung Quốc vẫn đang xây dựng giao thông đấy. Kinh khủng. Rồi pin năng lượng trên nóc nhà kìa. Ờ. Chung cư đó cũng cho pin năng lượng hết nhỉ. Đấy, dãy núi. Bản Lý Trương Thành. Luôn trước mặt rồi. Đây ghi đoạn này coi. Đấy qua cái trạm thu phí. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Từ ngoại thành vào nội thành Trung Quốc đây. Trong ngày thứ hai đây. Trong sáng ngày thứ hai. Đấy. Rồi đoạn này. Anh gì nóng à? Ta đến 52.000, 53.000, 54.000 cũng huyện Sương Bình. À bây giờ nó rơi giá rồi, xuống giá rồi. À. Ở đây bây giờ chỉ có 4 bạn tệ là cô đi mua thoải mái rồi. Thì giới thiệu cái này cho nhà mình biết thế nào. Giá chung cư của Bắc Kinh bây giờ rơi mất 1/3 đi rồi. À rơi giá mất đấy. Rơi giá rồi. Nếu mà ông nào mà hồi trước vay tiền ngân hàng mua vỡ mặt. Sao bây giờ là nhiều người không dám đi ra ngoài tiêu tiền. Cô chú nghe rõ, cô chú nào hồi trước vay của nó là tiền lãi suất vẫn là cao. Giống như hồi trước có người vay 5 xu, 5 đi. Bây giờ thì lãi suất của Trung Quốc vay nhà, mua nhà mới có 3 đi rưỡi thôi. Không phải trả 3 ly rưỡi với cô chú nghe rõ không? Cô chú vẫn là phải trả 5 ly cho nó vâng. Vì lý gì chết chứ. Tại vì cô chú hồi trước ký hợp đồng với nó là 5 ly. Ngày hôm nay nó rơi xuống là 3 ly rưỡi. Thế bây giờ có nhiều người mua cái nhà này á, nó có từng còn như kiểu này. Tôi tính tôi cảm thấy là tôi nếu mà giữ về cái giá hồi trước thì tôi vẫn là lỗ nhiều quá. Thì tôi bán cái nhà này đi, tôi giả luôn cái tiền nhà xong rồi tôi lại mua lại một cái mua là cái nhà mới để lấy 3 ly rưỡi. Tại vì cô cứ vay là vay 30 năm mà. Cô hiểu chưa? Hiểu Cường nói không? Thì cô bây giờ bán đi thì cô vay lại là vuông vay 3 đi dưới đến cho nó. Đấy nhà Cường đây này. Cái này không ai trả lời được. Thì bây giờ cô bán đi là cô cảm thấy lãi lỗ đấy. 2-3 vạn tệ, 3-4 vạn tệ thì thôi bán đi. Thì chính là cháu bán như kiểu này. Covid-19 cháu không có tiền đi được tiền nhà nữa rồi. Cô cháu cũng vay 30 năm mà. Năm 2019 á? 2019 20 bắt đầu. Không có tiền, không có việc làm thì đâu còn có tiền nữa. Covid đấy nhỉ, Covid đấy. Đi làm siêu thị một tháng mới có 4.000 mấy thôi. Thì cháu làm sao trả được nổi nữa. Thì cơ hội đấy là còn được giá này thì bán đi. Thế là Cường bán đúng dịp đấy. Không phải đúng dịp, không có tiền nộp nữa rồi. Đúng dịp cái gì. Thì cũng may là có đúng dịp cái gì đâu. Có
Bây giờ cô cứ nhà Bắc Kinh bảo dư giá mấy chục nghìn, cô cứ mang ra bán ra là người ta mua đi rồi. Nhưng bán giá không phải được giá lắm đâu, giá rẻ đi. Thì xem tình hình của mình nếu mà mắc bí quá không có chỗ vay tiền rồi thì mình cũng phải bán chứ, không bán ai cho mình vay tiền à? Anh em chị em nó chỉ cho vay được vài tháng rồi. Phải đến Dương Thành rồi. Cáp treo lại còn phải mất 160 đồng một người nữa. Là phải đi đến cái đoạn sau chỗ này là hơn 30 cây nữa. Thì mình có cáp treo. Nhưng mà cô ngồi cáp treo 160 đồng 5 phút thôi, hút là phát lên trên đỉnh kia rồi. Hết. Không biết thật là cái gì gọi là mạnh thương nữ khóc trưởng thành. Thì tí nữa cô đi đào đeo một tí thôi thì cô đã kêu bảo ôi ôi cửa mới đau chân. Làm sao không? Thường phải cho cái dầu này cho cô, các cô đi bôi. À đây này, nhìn thấy bắt đầu nhìn thấy cong mình có rắn các bạn đi thành trước mặt đây này. Để các cô bôi lên đeo xong rồi đi xuống được. Đây đây, đúng rồi, đoạn này nhìn các bạn đi thành này. À Cường không cắm đâu. Cường bây giờ cũng già rồi. Em mà không cắm được mà không còn cong cô. Cong cô thì không cắm đâu. Cong em phải chân dài thì cũng cố cái. Cường. Đúng rồi. Các cô 30 năm trước thì Cường cũng cắm đấy. Nhưng mà bây giờ không cắm. Cửa gai phết dí dỏm hết. Các bạn ơi, nắng đẹp lắm. Đây bây giờ là đã tới Vạn Lý Trường Thành rồi. Và 10 giờ sáng ngày thứ hai, ngày 23 tháng 9 đấy. Để tôi ghi hình cho các bạn những cái thức hình đầu tiên trên cái đỉnh núi này. Đấy, cái dãy núi Trường Thành. Đó, cái dãy Trường Thành nó trườn theo cái đỉnh núi xuống này. Đây là dưới đây là cái, họ xây dựng cái bãi đỗ xe. Đấy các bạn không? Đấy. Các cái vọng canh, các cái nhà chờ chắc ở trên đó. Đấy, để khách tham quan du lịch được đến Vạn Lý Trường Thành. Là họ người Trung Quốc này, họ làm cái đường đó lên này, như là tôi và các bạn đi Tây Thiên ấy, các bạn thấy không? Đây, cái bãi đỗ xe rộng và cái hành trình này sẽ là 1.5 tiếng leo núi và xuống núi, chắc là một cái cung đoạn trong cái Vạn Lý Trường Thành này thôi. Đấy, nghe được giới thiệu thì là Vạn Lý Trường Thành thì là được Tần Thủy Hoàng nối lại xây dựng các cái cung trường thành của các đời trước lại với nhau. Từ cái đời nhà Tần. Đấy, đời nhà Tần là không phải là xây Vạn Lý Trường Thành mà chỉ là nối các cái cung đoạn trường thành của các cái đời trước. Có lẽ đời nhà Tùy. Đấy, tôi không nắm được. Sau đó đời nhà Hán. Sau đó là đời nhà Hán, nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh. Đấy, lịch sử thì có thể là như vậy đây. Để các bạn thấy trùng trùng điệp điệp không? Đây, góc này đây. Đó. Nắng đẹp lắm. Nắng này là tuy vào 11 độ thôi. Thời tiết 11 độ thôi nhưng mà nó không hề lạnh. Đây góc này này. Đây cái điểm soát vé đấy. Ô, soát vé là cũng phải ấy à. Bỏ hết các đồ đạc ra. Đấy. Đây cái điểm soát vé đấy. Cũng phải soi hết đấy. Soi cả máy này cũng phải cầm à. Đây tôi đi cuối tôi ghi hình. Đây soát vé đấy. Soát cả đồ đạc đấy. Thank you.
bằng mày không? Nó cướp mình cái thôi. Đây. Xoát cả đồ đạc nữa này. Đây mình đi vé. Rồi. Đây các bạn này. Úi giời ơi, góc này. Đứng góc này mới nhìn lên các bạn này. Khác gì leo Yên Tử đâu. Khác gì leo dãy núi Yên Tử đâu. Đây cái bước. Bước đầu tiên lên Vạn Lý Trường Thành đây. Đây. Ô bây giờ họ còn làm cả tay vịn nữa kìa. Cả tay vịn nữa. Ui giời ơi các bạn thấy không? Chỗ này chính là đứng ở chụp ảnh chỗ này mới là đẹp đây này. Chỗ này mới là cái chỗ xứng đáng chụp ảnh. Từ rừng đây chụp ảnh chỗ này đây. Đây các bạn thấy không? Như con rắn trườn lên đỉnh núi này. Đây chụp ảnh chỗ này đi. Trời ơi đẹp không? Đây cái tấm bia này là ghi cái dòng chữ của Mao Trạch Đông đây. Bất đáo Trường Thành phi ảo Hán là cái dòng chữ này đấy. Ôi giời. Đây. Niao. Đây, chụp trước cái bức đá này đây. Đến đây là phi ảo Hán rồi đấy. Ồ đẹp quá nhỉ. Trời ơi. Giang tay giang chân chỗ này đi. Mình quá mặc cái áo á. Trời ơi. Trời ơi. Đây sân sảnh này. Khắc đá. Đấy các bạn thấy chi tiết khắc đá đồ lưu niệm Vạn Lý Trường Thành này. Đó. Đẹp không? Sản phẩm này. Có cả màu này các bạn. Ô mà. Chi mê tê. Đây. Đây là cái bước đường đầu tiên. Đặt trên này. Vạn Lý Trường Thành. Đây người ta sẽ chụp ảnh lưu niệm ở đây. Ồ. Có lẽ là cái dòng chữ này là Hiếu Kiên ơi, cái dòng chữ này ghi cái chữ gì đây? Hiếu Kiên ơi. Lên lối nào xuống lối đấy. Ờ. Thì em đứng ra cái gần ghế anh ghi hình nào. Đây em đứng đi. Gì cơ? Chữ gì ấy? Thư Dung Điển Khí á. Tuyệt. À. Không rõ là cái chữ gì. Đấy bây giờ vào chụp ảnh thôi. Đây. Đây. Đây chính là bất đáo Trường Thành phi ảo Hán đây. Bút tích của Mao Chủ tịch đây. Đấy các bạn thấy không? Đáng đẹp không? Không gì bằng. Đi, hai vợ chồng. Nào vợ vẫy tay cái nào. Đi hào à. Đi. Ngày chân ông dài. Bất đáo Trường Thành phi ảo Hán đấy. Đúng là ai cũng ghi hình chụp ảnh. Ui giời. Lên đây gặp được cái
thế là gió mát sướng quá. Đoạn này thoải thoải dốc đây. Hai vợ chồng lên đây đi với nhau nào. Em đi bên này. Đây là đến điểm, coi đây là như cái điểm ga đầu tiên. Chạm dừng chân. May là đây để chỗ này chụp ảnh cái à, biến chụp ảnh cho chỗ này cái quá đây chụp ảnh cái điểm ra đầu tiên đi lô cốt đầu tiên đi. Ấy vào cái lô cốt này. Chụp cho quay về lại chụp này. Cái này là có lẽ là cái này họ trùng tu đấy. Họ xây lại này. Nhờ. Xây lại rồi. Cái điểm ga này là họ xây lại ở đây. Nhìn qua cái ô này này. Độc lắm. Một trong những lý do đông thì hôm nay là ngày thứ hai thì từ Cấm Thành không bán vé. Thì các du khách là dồn hết là đi bạn đi Trường Thành. Không bán vé thứ hai. Không nói từ Cấm Thành cơ mà. Đang nói từ Cấm Thành mà. Nói từ Cấm Thành rồi nên người ta mới dồn đi đây. Ôi giời, đoạn này dốc quá nhỉ. Càng lên trên càng dốc. Đây cái này là tuổi thọ của cái di tích lịch sử này này. Chắc là chỉ kém mỗi kim tự tháp Ai Cập ấy. Bằng một nửa tuổi của kim tự tháp Ai Cập. À không, kém mất 1.000 năm. Úi dồi ôi, tí nữa ngã. Úi dồi. Đấy đoạn này lại phải ghi hình đây. Đẹp không? Em đi lên trước đi. Qua đây nè. Rồi là đẹp quá. Em cứ đi lên trước đi. Đoạn này này. Đây anh ghi hình nhá. Đẹp quá. Em cũng hả? Đấy đi lên trên rồi quay về đây nào. Nào. Đây. Lại tiếp tục lên điểm ga thứ hai các bạn nhé. Đây chắc là lên trên lên trên này còn có cả quán cà phê nữa các bạn. Đây nhắc lại với các bạn là Tần Thủy Hoàng không phải là cái người xây dựng cái Vạn Lý Trường Thành này, mà là chỉ là cái đời Tần là người đầu tiên có cái công nối các cái cung Vạn Lý Trường Thành của các cái đời xây dựng trước. Và cái, như tôi được biết thì cái tổng cái chiều dài của Vạn Lý Trường Thành này, lên tới hơn 21.000 km. Gọi là 21 cây số. Đây góc hình này này. Chưa đến tạm dừng nghỉ thứ hai mà đã có người đầu hàng. Đây các bạn thấy không? Đây góc hình này là quay ngược lại nhé. Đây các bạn nhìn sang cái dãy núi bên kia. Đấy. Đấy bây giờ tôi sẽ đi tiếp. Đi tiếp đi, đi tiếp lên đoạn dừng nghỉ trên đi. Anh cứ đi tiếp đi. Đấy phải lên đoạn này mới nhìn mới đẹp này, tội gì. Đếm bao nhiêu bước. Phục dựng hết. Này, các bạn thấy đi khó không?
cao lắm, một cái bước bậc này cũng phải 40 phân đấy, 30 phân, 40 phân để lại 40 phân, đoạn này 40 phân đây, xem cái tay của mình 22 này, 35, ôi bậc cao bậc thấp mà, bậc cao bậc thấp câu đều nhau, bậc cao phải 40 đấy, thêm 15 nữa là anh em mình không đi được đâu. Đúng không? À cụ bao nhiêu rồi? 75 đây. À cụ 75 à? Khỏe nhỉ? Ơn giời đấy. Cụ 75 mà cụ leo được này là ơn giời đấy. Ôi thế à? Ôi cụ đều 75 à? Trời ơi. Đây. Sảnh thứ hai rồi. Không hiểu cái vòng cung núi này có mang tên là núi gì. Vạn Lý Trường Thành. Ở đây đây. Chụp hai vợ chồng nhá. Đây. Rồi, vừa chụp vừa ghi hình. Đây. Vừa chụp vừa ghi hình đấy. Tiếp tục lên người này. Leo đi. Năm nay ông có 6 xịt chứ mà ăn thua gì. Người ta 75 người ta còn leo. Ờ có 6 xịt. Đấy chơi leo đấy. Cứ chụp tự nhiên. Ủa cái chỗ này dựng ngược. Ủa đúng cái chỗ này dựng ngược các bạn. Ủa cái chỗ này nó dựng 1-1 nhờ. Dựng góc này 45 độ. Góc dựng này 45 độ. Trời ơi. Thôi, vẫn còn chụp ảnh được đây. Anh Nguyên đây có cái tinh thần của anh em mình coi như là bất đáo Trường Thành phi hảo hán, có lẽ là chỉ có nhịp thêm một nhịp nữa. Anh đây là bò chứ không phải là leo. Đây là bò chứ không phải là leo. Sợ thật. Bất đáo Trường Thành phi ảo hán. Có lẽ chỉ thêm một cung nữa. Ủa đẹp quá nhỉ. Ôi gần đến nơi rồi. Không, có lẽ phải lên trên cung. Gần đến nơi rồi. 27 triệu tuyến một chuyến đi mà không đi lên trên này mất ngã đến 26 triệu. Đúng không? 27 triệu một chuyến đi, không đi cung đường này mất 26 triệu đó. Quay xuống đây. Đây vợ tôi đây. Leo đi. Đây vợ tôi leo đây. Bất đáo Trường Thành phi hảo hán đây. Hay lắm, leo tiếp đi. Yến đứng dưới nhá. Hả? 27 triệu đi hết đúng không? Em nhận không? Đoàn mình nhận từ đâu? Ờ, cũng từ Hà Nội à? Anh ngồi xuống đi. Đây, bà Tây vào đi ngược lại đấy. Bà Tây bà khỏe và đi như đi trong công viên. Sợ thật. Úi giời, tuyệt vời. Tiếp tục đi. Đây. Ông già ngừng nghỉ rồi. Thế bảo đi xuống chuồn chân đấy. Thế người ta ngồi nghỉ đấy. Ôi mình lên trên cung trên cùng em đi lên đi. Càng đi càng dốc. Nhưng cũng hay đấy. Đây cái đoạn này thì có 2, 4, 6, 6 ô gạch. Đấy cái bề rộng. Cái mặt cắt tường thành như này khoảng 2 mét. Đây. Ờ. Hoặc này đúng dốc ngược các bạn. Đoạn này phải dốc 60 độ. Đúng đoạn này phải dốc 60 độ chứ không phải 45 độ. Đấy cụ 75 tuổi cụ còn leo được. Đây cụ 75 tuổi cụ còn leo được. Nữa là mình.
Đấy, cứ đi từng bước. Ôi, đoạn này nó thắt hẹp lại là còn có 5 viên. Còn khoảng 1m6 ấy. Các bạn thấy không? Không mở được cái cung đường này. Vạn lý trường thành. Nghe thấy rất nhiều bây giờ mới được đến. Ơi, quay lại vẫy tay nào. Ngày xưa đi Yên Tử, vợ tôi đi 3 lần liên tục mà chỉ có leo núi đấy, không đi cáp treo, có cáp treo không đi. 3 lần leo núi liên tục, 3 năm liền. Đây. Ôi. Đây góc hình này này. Ghi xuống dưới đây. Anh cũng lên đây được rồi. Ôi trả lên. Bọn em lên giỏi đấy. Đây các bạn thấy không? Một mình nhá. Có cả vợ đấy. Đây. Đây cái đường giao thông vào đấy. Góc hình này nhìn thấy rõ này các bạn này. Đây. Trùng trùng điệp điệp chưa? Đây vạn lý trường thành trườn dài bên phía bên kia đây. Đây, tôi đứng đây ngay sau một cái lô cốt đây. Đây, đi tiếp thôi. Đây, đi đây thì chi tiết các bạn này. Có người còn là khắc cả tên lưu niệm ở trên cái vạn lý trường thành này, đường chung này. Thấy rất nhiều. Bởi tôi mới nhìn ra đây. Có người còn thiêu về cái hình này như là ông viết một cái bài thơ lên trên này. Đấy. Đây, người Trung Quốc người ta khỏe thế, người ta còn phải nghỉ mấy chặng. Ai cũng vã mồ hôi. Không ai không vã mồ hôi. Đây, thì ông Tây. Gần lên được rồi. Leo vạn lý trường thành. Đây. Bố tôi là cái năm 1966 nhìn. Sang bên Trung Quốc. Học về đường sân bay ở Bắc Kinh. Là cũng đã lên leo vạn lý trường thành năm đó đấy. Năm 66. Cách đây gần 60 năm. Hai. Vậy ta cái nào. Kinh quá. Hồ nền. Đây, nhưng mà các bạn để ý kỹ nhé. Tôi muốn nhìn đây. Đây là cái đá chụp ở cái thành lan can này. Nó đá liền khối đấy. Chứ không thấy có cái mối nối bằng xi măng đâu. Đấy, họ làm úp lại như cái mái nhà ấy. Các bạn thấy không? Cái này là cái rất khác. Đấy. Đây, họ làm bao nhiêu viên? Hàng vạn viên. Hàng chục vạn viên. Cái cung này là cái cung được tham quan nhiều nhất. Đây. Đứng lại ngay, em đứng đây. Đứng đây, đứng lên, đứng lên như này. Góc hình này. Đây, góc hình này nhìn sang nhé. Đấy. Nhìn sang bờ bên kia. Nhiều chưa? Che cái ô à? Đây. Đấy, vợ tôi đừng ngắm vạn lý trường thành đấy. Đây, dựng đứng 60 độ.
Thì các bạn nhìn thấy không? Thảm đứng như nhảy dù xuống ấy. Toàn bộ không gian từ dưới nhìn trọn vẹn. Đấy, trung tâm du lịch Trung Quốc. Các bạn đu xe rộng không? Đây, đi tiếp các bạn đi. Gần đến nơi rồi. Ôi, đến nơi rồi. Chỗ này lên đây gió lộng. Anh Nguyên lên được cái nơi rồi này, giỏi thế. Đây, chỉ có vài bước nữa thôi. Thì các bạn nhìn, tôi thấy đặc điểm là cái chỗ này. Úp cái thành lan can hình chữ V, úp ngược này. Ôi giời, đại ca giỏi quá nhỉ. Đại ca lên đây. Phi ảo hán rồi, phi ảo hán rồi. Phi ảo hán. Thôi điểm dừng chỗ này thôi, không thể hơn được. Cái chỗ này nó là quá kinh khủng nhờ. Chỗ này quá kinh khủng này. Đây, còn đây này, cái điểm này, cái hình ở mặt ông nào cũng hớn hở, không phải mệt nữa là bắt đầu đi xuống rồi. Đây, tuyệt vời. Đây, tôi lên đi xuống. Lại đi xuống này. Ôi, chết thật, choáng quá nhờ. Choáng quá nhờ đây. Bỏ lên đây à. Tưởng thế nào đây này. Ôi, 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 choáng quá nhờ. Choáng quá. Tắt dây an toàn. Bắt tắt dây an toàn. Đây, đây ngược lại đây các bạn nhìn thấy không? Ôi kìa, tàu kìa, tàu ở đây đây. Tàu cao tốc ở đây của cao tốc. Nó trên núi kìa. Rồi. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đây. Tàu cao tốc xuyên người Trung Quốc là làm tàu xuyên qua Vạn Lý Trường Thành đây. Đây cái đoạn này là cái đoạn tàu là đi Tân Cương đấy. À đi Nội Mông. Đi phía Bắc đi Nội Mông đấy. Hướng dẫn viên nói với cả tôi thế đấy. Đấy các bạn có nhìn thấy là bờ. Đây tàu lên mà nhìn thấy còn bò nhỉ. Cái tàu đi thế kia mà nhìn thấy nó mà đi ấy ngắn toa thôi. Đấy. Quần đã sắm xong, cất điện thoại đi anh ơi. Cắt rồi. Có an toàn. Đi rơi đấy, rơi là vỡ đấy. Cắt rồi. Cắt điện thoại. Đấy. Người Trung Quốc có giỏi. Không có gì là không làm được. Xuyên cả Vạn Lý Trường Thành và chiến tàu. Để dầu ra đi Nội Mông. Lấy gạch đá ở đâu nhỉ? Vâng. Đây nhìn cái chi tiết nó úp này. Úp này là đá như khối này. Đấy. Đây ông này. Ông này người ca đây. Đấy. Cùng đoàn. Giỏi quá. Hai vợ chồng đi. Tuyệt vời. Đấy anh bảo là dựng cái này có là dựng 60 độ. Cắm xuống 60 độ. Nhờ. Không cái gì mà. Đây ông tay thở này. Trời ơi. Đấy. Ui, cái chỗ này là nghẽn mạch rồi. Un lại. Trời ơi. Đây, ai cũng chụp ảnh. Ai cũng giơ máy lên này các bạn này. Không ai là không giơ này. Đây. Đấy, cứ chụp lên thoải mái đi. Bởi tôi đi xuyên qua đây. 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 Đấy, chụp đi. Đấy, đi. Mời đi vào trong này qua cái xuyên qua chỗ này này.
Bụng mồ hôi rồi. Đây, xuyên con đi đoạn này là sẽ có nắng này. Thôi quá. Đây. Đây, đoạn này. Ôi, đoạn này thoải hơn. Ở đây, làm sao mà trèo được. Đây, lên, lên, đoạn này, đoạn này. Ờ lên lên lên. Đây đây bằng. Đây đây bằng rồi này. Ôi à, chị các chị lên trên đây rồi. Ừ, lên từ đây. Thế bảo vợ em chụp ảnh cho đi. Chụp cái ảnh này. Đây cái đoạn này. Đây có lẽ là nguyên bản này. Cái góc này, góc hình này có lẽ là nguyên bản. Đây. Cái này như lỗ chỗ mai các bạn nhỉ. Đây. Cứ đi thẳng vào đi, đi thẳng vào đi. Ừ. Đây này, ở đây đây bà không có đây, đây nó có cả nhà vệ sinh này. Anh ơi xuống đây mua đồ lưu niệm đây. Có kỷ niệm đây này. Ở đây có. À, hết tiền này. Ở đây tôi xuống đây kia. Đây. Nghỉ chân, toilet này. Nga nghỉ chân này. Nga dừng nghỉ đây. Đây chỗ nào họ cũng làm. Xuống tham quan tí. Xuống thôi. Đây anh nhá. Đây. Xem nghệ thuật điêu khắc của người Trung Quốc này. Đây họ vẽ con rồng này. Đây con rồng tựa vào Vạn Lý Trường Thành này. Đây. Hình Vạn Lý Trường Thành này là rõ nhất này các bạn này. Có cái vầng trăng khuyết này. Các bạn thấy không? Đấy. Đấy họ tỉ mỉ lắm. Đây tôi nhìn thấy có cả cái bức tranh Lan Dô Công. Đấy. Đây con rồng. Đây Vạn Lý Trường Thành đây. Ô. Cả cái truyền thuyết. Cái này là hình như là bữa ăn cuối cùng của Chúa này. Có đúng không? Đây các bạn nhé. Đây. Là Dô Công. Chúa Giê-xu. Đây. Tuyệt vời. Đây cả nhành đào này các bạn. Đấy. Đây, đây cả cái bức này. Đây cái bức này bức này. Bữa ăn cuối cùng của Chúa đấy. Đây. Con ngựa này. Ngựa từ bi hồng này. Đấy. Ngược lên. Đấy một cái góc hình như đâu. Đấy họ này nhá. Rồi còn pháp ủi ôi. Còn xuống nơi nữa đây là cái gì đó? Không thể biết được. Mệt quá. À. Đứng ra ngó ra cái lỗ chung mai cái cờ đi. Đây bạn này còn lên một cung nữa. Nhưng mà thôi chắc dừng đây. Đấy các bạn nhìn này. Đấy ông Tây ông còn cởi cái áo ra em thấy không. Ông Tây ông còn không thèm mặc này. Người là người bun. Cờ này cờ bun Kari ra. Người bun. Đấy ngược lên. Ôi hai bên tôi chuẩn bị xuống đi. Nghỉ tí là xuống đi. Đấy. Tôi sẽ đứng lên nhé. Đứng xuống dưới. Ai cũng chụp ảnh. Không ai là không chụp ảnh nơi đây. Đi xuống đi. Đi. Xuống thôi.
Đây. Lào gói. Người Việt mình lên nhiều lắm. Câu này người Việt mình lên nhiều. Rất nhiều. Đi xuống nào. Ừ. Lịch sử 2500 năm. Đi. Úi giời, cái đoạn này cũng trùng điệp đây. Tôi quay góc này ngược lại nhé. Để cho có tí ghi hình vào đây các bạn nhìn thấy trùng điệp không? Đấy. Góc dưới đấy. Trùng điệp không? Đi, hai vợ chồng đi. Tôi rằng như thế này đi cũng được tí cây số nhưng mà calo hơi nhiều đấy Hoan ạ. Ừ. Úi giời ơi, ghê chưa? Đây. Mọi người, mỗi người một góc độ, mỗi người một sinh cảnh. Đấy nở chưa? Đấy các bạn nhớ. Đấy. Đây đứng ở chỗ này. Chỗ này cũng làm cái vị trí đẹp đấy. Đây nhìn như thế này. Nhìn cái tường thành như thế này. Đây, đứng lên trước này lên ghi như đây. Đấy, chơi đẹp đấy. Đấy ghi chưa? Đấy, chơi đẹp chưa? Đây. Quá đẹp. Đấy, đằng sau dù sao cũng còn có một cái dãy núi nho nhỏ đấy. Một cái ngày một dãy núi nho nhỏ. Đây, đây một cái. Đây, còn quay con này đi. Quay con này nhìn cái đường ngược lên đây. Đây, quay con này đây. Đây. Có nghĩa là mình đi với đi tới cái, chưa tới cái điểm gì gửi xe. Đi hình dung đấy. Vạn lý trường thành. Ôi nó là nó đi theo các cái cung đường như là các cái đường bình độ. Nó như là các cái cung đường bình độ theo cái sống núi. Bình độ theo cái sống núi. Đây đi bạn. Đây cái loại này đẹp. Đây đây đứng lại là gì đây này. Đúng rồi, nhìn nó góc hình này. Có đây. Đây góc hình là nhìn này. Đấy, 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 đấy. Đây ra đây ra đây ra đây tội gì đứng ở đây đỡ phí leo lên đây nhìn góc này ra đây đây đứng nhìn đây đấy đứng chỗ này nào đây chơi đẹp quá đấy, góc hình này để được rồi. Đấy đây đi một con đi rồi đây đây quay rồi. Đấy. Đẹp chưa? Đây. Tuyệt vời. Đấy, thấy rõ chưa? Ừ. Đấy, nó hình này ghi được mấy giây cũng là quý ở đây. Thôi, ôi, chủ đi vào đây. Câu xấu, cần gì, chọn đi. Đẹp không? Đây chứ. Các bạn nhìn này. Đây, đây, đây. Rất nhiều nước đến đây này, với tôi cả là các bạn xem nhé. Thái Lan này. Đây là một đài tình yêu đâu này, không biết này. Chuyên binh là người Việt này. Đây. Chữ này là, có lẽ là người Myanmar này. Đấy các bạn thấy không? Đây. Người Trung Quốc họ viết cả cái phấn màu đỏ đây. Đây. Đây cái góc hình này này. Ghi là ghi ngày 15 tháng 3 năm 2010 này. 14 năm nay này. Đấy. Ghi hết. Đấy, các bạn thấy không?
có bút tích hết thế này. Đây các bạn, gốc này năm bao nhiêu không rõ này. Có được không, chú lại đi. Có được không? Đây, điểm dừng chân nó cũng là cái điểm chụp ảnh ở góc này này, tranh nhau chụp ảnh ở cái ô cửa sổ này đây. Đấy, đi xuống đi, xuống chưa, hãy tiếp tục. Linda và A Long, đây chú, đây chú là 30/10/2020. Đây. Đấy, rất nhiều. Đây, đội bạn Thái Lan đi thêm cả cái phía bên này nữa nè. Đây các bạn ạ. Đây, còn đây là Thanh, đây, Trúc Linh, năm 95. Đấy. Góc hình này nhá. Đây, phát cả. Phát cả vào đây này các bạn này. Và đây là ông này, Kiên Việt Nam này. Đấy. Vừa thôi. Đang chụp hình này. Vợ tôi đi xuống kiểu này. Đi nghiêng người à. Đây. Ôi giời các bạn ơi. Còn du khách thì họ mang những cái thiết bị máy móc khủng đó. Có vẻ như là cái điện thoại đều của mình đó. Đấy mà họ thở hổn hển ấy. Đấy, đi xuống gần nhanh lắm các bạn ạ. Và bây giờ là gió mát hoa vào người. Đây, gió mát hoa vào người. Đây, tôi muốn nói lại với các bạn là một cái công trình lịch sử cỡ chừng 2.500 năm. Và từ thời cái nhà Tùy bắt đầu xây dựng là năm bao nhiêu trước công nguyên ấy. Đấy thì tới đời nhà Tần, vua Tần Kỳ Hoàng mới nối lại các cái cung trường thành. Và sau đó là tới thời nhà Hán này. Tần Hán Nguyên Minh. Thì như là đời nhà Nguyên là không xây dựng, nối lại vào đời nhà Minh. Đây các bạn cứ xem trong cái lịch sử. Đấy. Và chính là cái tấm bia mà trước lúc lên đấy. Trước lúc lên mà cái tấm bia này các bạn nhìn này, tôi zoom lại xem có đúng là cái tấm bia này. Đây cái tấm bia này này. Để tôi nhớ tôi xem nhé. Đấy, cái tấm bia mà mọi người đứng. Thế cái máy này của tôi chỉ làm được như thế. Đây là bút tích. Họ họa lại cái bút tích của Mao Trạch Đông. Bất đáo trưởng thành phi ảo hán. Đây, và tôi sẽ đi xuống dưới đấy và tôi sẽ chụp hình ở chỗ đấy. Và có lẽ là sẽ tìm cái vị trí mà dừng hình cái video này. Tôi cùng với các bạn leo Vạn Lý Trường Thành và đều là anh hùng hảo hán hết. Tiếp tục di chuyển chưa bạn? Có đi này thấy người Trung Quốc họ đi tham quan cũng đông lắm. Ba phần khách quốc tế thì 7 phần khách Trung nội địa trên Trung Quốc.
người có chăng. Thật đáng tiếc là không có cái thiết bị ghi hình nó đẹp hơn, do cái máy khả dĩ hơn là cái máy iPhone này. Hết dung lượng. Nào, quay đây rồi, vẫy tay nào. Đấy, thế là tròn một tiếng leo và Lý Trường Thành rồi các bạn ạ. Đây, trên đi xuống đây. Bây giờ là 11 giờ 15 phút rồi. Giờ Bắc Kinh đấy. Đây, góc hình này là tôi chọn cái góc hình này để dừng hình. Đây, lưng chừng trên. Đây, lưng chừng trên bức tường thành, bản Lý Trường Thành đây. Đấy, các bạn thấy không? Nắng đẹp không? Đấy, và cái góc hình này là cái góc hình. Đây, tôi quay ngược lại đây nhé. Đây, xa xa đây. Đấy, các bạn nhìn thấy thêm được cả cái bản Lý Trường Thành ở bên cái dãy núi đối diện đấy. Quay ngược. Đây, đây. Đây, tôi sẽ dừng hình đây đây. Luôn chúc các bạn sức khỏe và an lành nhé. Nào, hay đấy. Đây, các bạn nhé. Luôn chúc các bạn sức khỏe và an lành. Đây, chúc mình nhé. Một vòng. Đây, như thế này.